rất nhanh. Có cái gì đấy nó không đúng ở đây. Tại sao xin anh ta lại giàu như vậy? Và anh ta đang lao vào và tạo tiền đề cho chiêu cuối của Yasuo. Hai mạng dành cho Rai, họ vẫn tiếp tục đuổi theo. Đây cũng là một sự kết hợp rất tuyệt vời đến từ chiêu cuối của Shyvana. Nó chỉ hất lên một chút xíu thôi, nhưng Sop đã tranh thủ được khoảng thời gian đó. Và vẫn lợi hơn là vị trí của Rai. Sop có thể gặp nguy hiểm, Shady vòng từ phía sau lưng. Sop biết điều này, anh ta đang rất bình tĩnh ở lại đây. Ở khu đường trên thì kèo đấu đã chiến thắng dành cho Rai rồi. Đang là những pha sử dụng đến kỹ năng E của mình đang lướt đi và chặn đường gió, né rất khéo. Tường gió đem lại cho anh ta tầm nhìn của con ma. Anh ta lướt qua và bỗng dưng cái tường gió đó đỡ luôn cả chiều cuối. Anh ta làm rất nhiều. Shin Zhao có tốc biến nhanh đi. Và đây có thể là một tình huống mà Shin Zhao sẽ có lợi hơn. Nhưng họ đang thi đấu bốc người. Và bốc hơi ngay lập tức vào chiều cuối của Sop. Juli nhảy vào. Anh ta đang cố gắng chọc ai kìa, không chọc được ai hết. Thêm hai mạng, ba mạng. Và lao vào quạt thêm một cái yêu sách băng hậu nữa. Và đó là đủ cho một pha quét dơ của đội tuyển Philip. Và họ giật. Nhưng họ đã bị lộ tầm nhìn, họ đang bị ping thẳng vào mặt như thế này. Họ muốn làm gì đây? Jinki ăn rất tự tin. Nhưng Juli, anh ta làm gì vậy? Anh ta tiến ra, anh ta lộ mặt. Sop đây rồi, chém con mồi thơm dâng đến tận miệng như thế này, còn không ăn nữa thì chẳng còn cơ hội nào. Và rõ ràng họ có tầm nhìn, họ đã có những cái ping vào khu vực đấy rồi. Nhưng Juli anh ta muốn fast check, anh ta tội ngược lại và thế đang nằm trong tay các thành viên đội tuyển Penimba. Shady lao thẳng ra để cản và anh ta đang cắt và sắt lùi đi. Con rồng được xin, không là Sop giữ lấy. Anh ta chặn đường gió, anh ta có lốc, anh ta sẽ lốc, anh ta sẽ chém chiêu cuối cực kỳ đẹp và double kill dành cho vị trí của Sop. Tiếp tục lướt tiền chém và có thể có triple kill hay chăng. Không có tốc biến nữa nhưng Valet tốc biến lên và lướt ai xoay về quá đẹp. Xin sẽ là người sở hữu mạng hay không? Nảy lên nhưng không, người ăn mạng trong pha đấu thi đấu này là Valet. Bên phía Polis lùi về thành công với việc chỉ mất một mình Valet thôi, nhưng họ có được cả con rồng. Nhưng thời điểm hiện tại là thời điểm mà rất nguy hiểm. Lissna bị chết, tình huống phục kích đến từ Sop. Viên khác của bên phía Polis cũng đang tiến ra nhưng Akio quá mạo hiểm. Anh ta sẽ là con bài chí mạng hay chăng? Sát thương không đủ nhưng anh ta cũng gần chết như rồi, sẽ bị tiêu diệt. À, trong khi đó thì Yasuo trong tay của Sop đang bị quay bởi 4 thành viên bên phía Penimba. Bắt đầu có những cú gồng, có dịch chuyển đến từ ví dụ của Starfall và bên phía Penimba phải lùi lại ngay lập tức khi mà Shin cũng đã đến. Tốc biến đi, đó chỉ là Akio trước đó để né cú sóng hơn đến từ Shin. Và bên phía Fulis đang tập trung lại cả 5 thành viên lao lên tấn công mặt của Zed nữa đi. Có bom nhưng không chính xác, Zed đang bị bấu. Phía bên kia, chính xác hơn là phía bên này thì Sop đang bị là giữ chân. Sop mất rất nhiều máu, anh ta kịp dùng chăn trấu trước khi chết. Anh ta chưa chết, bây giờ mới chết, anh ta chơi quá ảo diệu đi mà. Phía bên kia Violet đang bị dính bom, tốc biến đi. Hai thành viên còn lại của bên phía Fulis vẫn còn, không là ba nhưng đã chết rồi. Hai còn lại thì người thấp máu, Juli ba vào, Juli đổi mạng với Violet. Lee Sin đá xuống, người đang mất rất nhiều máu là Vi, mất đi nguồn trừng phạt rồi. Nhưng bên phía đội tuyển Fulis không còn ai dồn sát thương vào Baron nữa. Xin bị giữ lại, Xin bị làm choáng, nhưng bắn rất tốt là Zed. Xin không bị tiêu diệt, Yasuo quét sạch. Và đó là một pha thi đấu mà sự hồi sinh lại của các thành viên đội tuyển Fulis là cực kỳ tuyệt vời và đúng lúc. Nói Juli đã phải bốc hơi ngay lập tức, không có nguồn để trừng phạt cho Baron đó. Thì bên phía Penimba đã tan vỡ rồi và mất đi Baron, mất đi cái nhà lính của cụ đứng giữa này trận đấu này. Penimba đang gặp rất nhiều khó khăn ở thời điểm hiện tại và tôi nghĩ rằng họ sẽ không, tức là nếu như bên phía Fulis quyết tâm thì bên phía Penimba hoàn toàn không hơi nhanh. Juli một lần nữa lại bốc hơi và bên phía Fulis họ đang rút ra, nhưng Shady đang là mục tiêu. Sóng âm chuẩn xác lao vào đó chính của Shin. Anh ta rất tự tin, Jinki bị bấu, Jinki không được chơi, Jinki ném bom trượt, chăn chối tiêu diệt thành công mạng của Akio. Phía bên kia thì Shady bị tiêu diệt bởi Starfall, mạng đổ xuống rất nhanh và Zik trong tay của Jinki là cái mạng cuối cùng trước khi Sop anh ta nằm xuống. Shin, Starfall, Sop và người đội Z đang tiến thẳng vào 4 thành viên của Luis Anip và Baron. Và họ có thể sẽ có được cho mình con Baron này nếu như không có vài line đến từ Jinki. Anh ta bắt đầu thả bom xuống, anh ta ném bom và cướp thành công con Baron. Pha quét dơ của đội tuyển Fulis và họ sẽ đạt được thành công con Baron này khi cướp được Baron lần thứ hai, đó là Jinki.